Hiền Vân xin chào tất cả các bạn nhé. Lâu lắm rồi mình không có review. Hôm nay thì mình sẽ review một bạn khách hàng. Bạn tên là Thái Thanh, bạn ở quận 12. Hiện tại thì bạn đã kết thúc gói điều trị muộn bên mình được 1 tháng rồi. Mấy tháng đây em? 1 tháng hả? Bạn kết thúc gói điều trị muộn bên mình 1 tháng rồi. Và hôm nay là cái buổi mà bạn đến bảo hành muộn của tháng 9. Thì thường tất cả các mà bạn khách hàng mà khi điều trị muộn chọn gói tại Hiền Vân Spa thì khi mà kết thúc ạ, thì bên mình sẽ cấp cho các bạn một cái phiếu bảo hành muộn trọn đời. Phiếu bảo hành muộn trọn đời nhá. Thì khi mà cái phiếu bảo hành muộn trọn đời thì 1 tháng các bạn sẽ được làm sạch da và lấy muộn miễn phí 1 tháng một lần. Mình nói thêm về đây về muộn. Khi mà điều trị muộn xong thì chắc chắn chúng ta về phần viêm muộn viêm này thì nó phải xuống đến 100%. Về phần muộn cám thì nó chỉ sạch khoảng 99% thôi. Trong quá trình chúng ta là phải làm việc này, bị stress này, hoặc lâu lâu chúng ta ăn uống này, thay đổi về thời tiết khí hậu thì thỉnh thoảng chúng ta có một cục muộn thì chúng ta phải nên đi bảo hành luôn để tránh tình trạng chúng ta bị thâm hay là để lại sẹo hoặc là muộn nó sẽ lây lan nhiều hơn. Vậy nên tại sao bên Hiền Vân cấp một phiếu bảo hành điều trị muộn cho các bạn trọn đời là như vậy. Vậy nên tất cả những bạn nào đang điều trị muộn trọn gói tại Hiền Vân Spa thì các bạn sẽ rất là có lợi. Thứ nhất là mình được bảo hành về vấn đề muộn, thứ hai là mình sẽ có cái thói quen đi chăm sóc da mỗi tháng như vậy á, thì hầu như da các bạn rất là khỏe, đa phần thì vấn đề về muộn thì các bạn không bị tái phát lại nữa nhiều nữa. Bây giờ thì các bạn bộ phận máy quay đưa sát vào đây, mình sẽ coi cái làn da của bạn Thái Thanh nhỉ. Cái này thì đúng 1 tháng thì khách hàng mới quay lại chúng ta nhìn cái làn da của bạn này. Bạn là một làn da dầu, lỗ chân lông rất là to. Và trước khi đến Hiền Vân thì da bạn có rất là nhiều vấn đề về mụn da yếu này, mụn viêm, mụn nang, sẹo thâm. Và mỗi một trong lỗ chân lông thì bạn đều có một cái mụn. Nhưng đây sau 1 tháng đến điều trị thì hiện tại bạn chỉ có một cái cục này thôi. Thì cái cục này một lát nữa thì mình bảo hành muộn thì mình sẽ lấy cho bạn. Và mình đảm bảo là sẽ không bị thâm, không bị sẹo. Thì mình vừa hỏi bạn là bao lâu rồi bạn không quay lại Hiền Vân, thì bạn có trả lời là 1 tháng rồi. Tháng rồi đúng không em? Dạ đúng rồi. Thì chúng ta nhìn cái hình ảnh của bạn này. Bây giờ mình sẽ nói về cái má bên tay trái. Chúng ta có cái hình ảnh thực tế ban đầu nha. Thứ nhất là trước khi đến Hiền Vân thì da bạn ấy đã từng điều trị muộn chỗ khác 1 năm rồi, nhưng mà không có kết quả. Cái hình ảnh nó có được rõ không hai bạn máy quay? Thì trước khi đến Hiền Vân thì bạn đã từng điều trị muộn chỗ khác một năm rồi, nhưng do không có kết quả thì bạn được người quen giới thiệu. Thì bạn tới Hiền Vân thì bên mình cũng tư vấn là da bạn rất là yếu, và chúng ta nhìn thấy thì tất cả những cái vấn đề là chỗ má, chỗ thái dương này, như những vùng này này bạn đã bị nang này, mụn viêm mụn nang rất là nhiều, và trong từng cái lỗ chân lông chúng ta thấy là bạn đều có mụn đầu đen và mụn ẩn nhé các bạn. Chúng ta thấy rõ không ạ? Từng cái lỗ chân lông bạn có mụn ẩn này, mụn đầu đen. Và xung quanh thì những chỗ vùng bên ngoài thì bạn bị nang, bị viêm rất nặng. Và quan trọng nữa là bạn vấn đề bạn bị thâm và sẹo thâm rất là nhiều. Và da lúc đó là da bạn rất là bấy, vì mình đã trực tiếp điều trị mụn cho bạn những cái lần đầu. Tại vì da của bạn đụng cái là nó chảy à? Đụng cái là nó chảy ra và nó tổn thương rất là nặng. Chúng ta nhìn cái má, và hiện tại thì cái làn da này em hơi nghiêng xíu. Da bạn rất là ok nhá. Chúng ta thấy đi, qua quá trình điều trị thì đối với phương pháp điều trị cho bạn Thái Thanh thì mình cũng kết hợp phương pháp lấy mụn này, chạy dưỡng chất collagen. Trong lộ trình điều trị thì mình có dùng máy công nghệ cao là bắn công nghệ ánh sáng UV light xuống. Nó sẽ giúp kháng viêm rất là sâu tới từng chu kỳ, và nó sẽ làm cho các bạn thấy được cái vấn đề viêm nó sẽ xuống theo từng buổi, từng lần. Trong quá trình điều trị thì bạn cái về nhà cũng phải kết hợp là chúng ta phải có sản phẩm thoa, dưỡng phục hồi nhà, và còn phải có thuốc mụn, phải có mặt nạ đắp nữa. Thì qua quá trình điều trị thì chúng ta thấy cái làn da của bạn ấy phục hồi rất là rõ. Đó. Sau khi mà điều trị muộn ổn đến 70-80% rồi thì mình có tư vấn bạn phi kim. Và hiện tại thì bạn đã phi kim một lần nha các bạn. Điều trình của bạn đã phi kim một lần thì chúng ta thấy cái làn da của bạn bây giờ thì thứ nhất là bớt bóng dầu này, thứ hai là rất là căng, và cái độ khỏe thì nó cũng tương đối rồi. Nhưng mà nếu như mà để mình điều trị làn da này thêm nữa thì mình vẫn tư vấn bạn phi kim để tái tạo da thêm 1-2 lần nữa thì nó sẽ rất là đẹp nữa. Vì bạn mới sử dụng có một liệu trình à. Và chúng ta nhìn cái tổng thể khuôn mặt này. Chúng ta sẽ nhìn cái tổng thể khuôn mặt của bạn ấy. Chúng ta thấy này, toàn bộ khuôn mặt chúng ta sẽ thấy được nè. Từ vùng má cho tới vùng trán, vùng mũi và vùng cằm. Nhất là cái vùng cằm bạn ấy mụn cám rất là nhiều. Chúng ta sẽ nhìn tổng thể khuôn mặt này nhá. Chúng ta nhìn lên tay trái. Thì hiện tại thì vấn đề thâm này thì bạn đã giải quyết được 99% rồi. Về vấn đề mà da bạn xe khít lỗ chân lông cũng rất là nhiều, và cái tuyến dầu nó cũng bớt đi rất là rõ rệt. Và cái vấn đề nữa là cái phần mụn cám thì chúng ta thấy cũng tương đối sạch rồi. Mình nói là không có một cái phương pháp nào mà làm cho cái mụn cám chúng ta hết 100% được,
hết 70-80, maximum là 90 thôi. Tại vì cơ địa của bạn đã da dầu và lỗ chân lông to. Thì hiện tại chúng ta thấy thì cái phần cằm này, như trước khi đến bên mình bạn rất là xù xì, và chúng ta nhìn kỹ từng cái mụn cám là nó lồi lên luôn á. Vì mình không biết là trước khi bạn điều trị chỗ khác thì người ta sử dụng cái mỹ phẩm hay sản phẩm như thế nào thì mình không biết, nhưng mà đến với bên Hiền Vân là da bạn rất là yếu. Và chúng ta thấy là nó mất cái độ cân bằng về tuyến dầu, nó đổ dầu rất là kinh khủng. Và da bạn mỏng khi mà rửa xong rồi nó mụn da cực kỳ khô. Thì do chúng ta sử dụng dưỡng chất không đúng cách hoặc chúng ta sử dụng thuốc bột nha các bạn. Nó có rất là nhiều nguyên nhân. Bây giờ thì chúng ta sẽ coi má bên tay phải. Má bên tay phải thì hôm bữa kết thúc liệu trình á, thì cái má bên tay phải này của em nó hết viêm rồi đúng không Thái Thanh? Nhưng mà do là một tháng thì bạn không quay lại thì chúng ta nhìn thấy thì nó bây giờ nó chỉ có một cái cục viêm này thôi. Nhưng mà trước khi thì chúng ta nhìn thấy cái phần này của bạn này, chúng ta nhìn thấy tất cả những vùng gòm này, và bạn cũng có rất là nhiều cái sẹo thâm. Bạn phi kim một lần thì chúng ta thấy là cái phần sẹo thâm nó cũng đầy rất nhiều. Phần thâm thì nó phải ổn đến 99% rồi, còn cái cục này là cục mới. Cơ địa của bạn là khi có mụn thì nó dễ bị viêm và dễ bị thâm. Cái cục này mình lấy một lát nữa thì nó sẽ không để lại thâm hay sẹo nha. Chúng ta nhìn rất là rõ cái kết quả rất là thực tế mà Hiền Vân mang lại. Thái Thanh ơi, em có thể chia sẻ cái tình trạng da của em mà trước khi đến Hiền Vân em như thế nào không? Dạ được ạ. Trước khi đến Hiền Vân thì da em bị mụn viêm, rồi mụn bọc, rồi nhiều mụn ẩn á. Rồi sau khi điều trị thì em thấy đỡ cũng 90% rồi. Rồi thì khi em điều trị ở tại Hiền Vân thì bên mình tư vấn cho những phác đồ đấy thì em thấy được là cái hiệu quả nó có giảm sau từng buổi như Hiền Vân cam kết hay nào? Lúc bắt đầu em đến thì Hiền Vân cam kết vấn đề là sau khi em điều trị đúng liệu trình thì cái vấn đề phác đồ da nó sẽ ra được cái hiệu quả như vậy. Thì em thấy cái kết quả Hiền Vân cam kết với em nó có được như là lúc ban đầu gọi chị Ba cam kết với em không? Dạ đúng rồi, nên hiện tại em rất hài lòng. Rồi, chị cảm ơn em rất nhiều. Trong quá trình điều trị thì em sử dụng những cái phương pháp nào để điều trị mụn tại Hiền Vân chị Ba? Thì sau khi lấy mụn về thì buổi tối là em thức sức serum, sức thuốc mụn. Rồi ngày nào cũng đắp mặt nạ nghệ theo hướng dẫn của Hiền Vân Spa. Rồi, rồi khi em đến Hiền Vân thì em sử dụng những công nghệ nào để em điều trị mụn? Em sử dụng collagen, rồi công nghệ Enline. Enline. Thì bây giờ em đã kết thúc liệu trình điều trị mụn tại Hiền Vân được bao lâu rồi, em nói khách hàng nghe được không? Dạ kết thúc được một tháng rồi. Một tháng rồi. Dạ. Thì em thấy được em cái làn da của em khi điều trị nó có bị bong chóc khô hay là em điều trị thì em thấy cái làn da của mình nó có khỏe hay không, hay là yếu đi vậy, hoặc là khi em đi làm đi làm việc có phải kiêng cữ hay là phải sợ bắt nắng, hoặc là mình có phải khó khăn gì trong vấn đề là mình đi làm việc hay là ăn uống gì không? Dạ không, em vẫn sinh hoạt bình thường. Thấy da căng bóng mịn hơn. Mịn hơn, dạ. Khỏe hơn rất là nhiều đúng không? Dạ. Tại vì cái thực tế là chúng ta nhìn thấy cái làn da này, thứ nhất là mình nói là cái làn da của bạn có sức đàn hồi hơn. Các bạn không thể tưởng tượng mức mình lấy mụn á, da bạn khô và chính bản thân mình phải xuống trực tiếp điều trị cho bạn ấy. Mình đang có em bé nhưng mình vẫn xuống trực tiếp điều trị cho bạn ấy, chắc phải khoảng 3 đến 4 lần. Có thể giữa chương trình mình cũng xuống kiểm tra da liên tục. Vì cái làn da của bạn mình phải quan tâm rất là đặc biệt. Da bạn ấy rất là yếu và mỏng. Và nấy nếu không cẩn thận là nó sẽ chảy hết ra ra. Mặc dù là da rất là giàu. Rất là giàu, chúng ta nhìn thấy tổng thể rất là giàu. Nhưng cái biểu bì da của bạn mỏng quá. Vì bạn đã từng sử dụng thuốc mụn trong vòng 1 năm không có hiệu quả. Và có thể là những thành phần thuốc mụn làm cho da mình khô, thì cái biểu bì bên trên mình bị mỏng yếu đi, và nó làm cho da chúng ta hầu như là cái phần biểu bì không có. Và khi em điều trị mụn nơi khác á, là hầu như em không có sản phẩm dưỡng đúng không? Không có sản phẩm dưỡng, em chỉ có đến em chăm sóc rồi em lấy nhân mụn, rồi là em về nhà thì em chỉ có thoa thuốc mụn thôi đúng không? Vậy thì khi mà chúng ta điều trị mụn á, mình nhấn mạnh này, thứ nhất là khi mà da chúng ta bị viêm như thế này á, điều đầu tiên là chúng ta khi điều trị chúng ta phải cho khách hàng kháng viêm càng nhanh càng tốt. Tại vì nếu như da không kháng viêm được thì nó sẽ gây ra vấn đề là bị sẹo và bị thâm rất là rõ. Vì sau khi mà chúng ta cho kháng viêm rồi về nhà thì chắc chắn là da khách hàng phải có những sản phẩm hoa dưỡng. Có nghĩa là ngoài thuốc mụn da thì chúng ta phải có cái sản phẩm dưỡng cực tốt. Bên mình có một cái loại tinh chất gọi là tái tạo da. Tinh chất tái tạo da thì giúp thứ nhất là khi mình vừa đến mụn xong này, mình đã chạy dưỡng chất collagen tại da rồi, thì nó giúp cho da chúng ta phục hồi tại chỗ rồi, vết thương hở rồi. Sau khi về nhà mình kết hợp bôi dưỡng chất mỗi buổi tối nữa, ngày 2 lần nữa, thì nó sẽ giúp tăng sinh những cái collagen mà chúng ta làm nó đang yếu ớt ạ, thì nó phát triển mạnh lên, nó khỏe hơn và nó tăng sinh những cái collagen mới, hình thành tế bào mới, thì nó mới ngăn ngừa được vấn đề là thứ nhất là da chúng ta phục hồi mỗi ngày nó sẽ dần dần nó khỏe,
thứ hai là về thâm nó sẽ giảm, và vấn đề nữa là nó cũng giúp cho chúng ta đầy sẹo thâm, nên vì sẹo thâm là cái thời điểm mà chúng ta dễ phục hồi nhất. Còn nếu như đã sẹo trắng rồi thì nó rất là khó. Vậy thì ở đây điều trị cho bạn ấy chắc chắn là đến với mình ý, thì mình thấy là hầu như toàn những ca bệnh lý nặng, và mình đều có sử dụng phải tuân thủ đúng cái phác đồ của mình. Và khi mà tuân thủ đúng phác đồ thì mình cam kết với khách hàng là sẽ hiệu quả sau từng buổi, từng lần luôn các bạn nhé. Nhiều bạn thì khi đến thì chúng ta cũng muốn đến lần đầu để trải nghiệm, thì thực sự đến lần đầu thì mình nói là về mụn thì chắc chắn là có giảm, nhưng nó chưa được cái hiệu quả như là mình mong muốn đâu, vì chúng ta chưa sử dụng hết những cái phương pháp mà Hiền Vân tư vấn. Ví dụ như mình nói, như bạn Hải Thanh là mình nói là phải có lấy mụn xong là phải chạy dưỡng chất collagen phục hồi này, hoặc là tế bào gốc, rồi chúng ta phải có công nghệ New Inline vào, rồi về nhà chúng ta phải có sản phẩm dưỡng phục hồi nhà, chúng ta phải có mặt nạ này, rồi chúng ta phải có thuốc mụn để bôi. Và những ca viêm như thế này thì bác sĩ bên mình sẽ kê thuốc uống, đúng thế này, phải thuốc uống đó các bạn nhé, chứ không phải là chúng ta chỉ có điều trị không, vừa điều trị vừa phục hồi thì mình đảm bảo các bạn đi đúng điều trình, thì mình cam kết hiệu quả sau từng buổi, và sau mỗi buổi thì da các bạn sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Và khi kết thúc liệu trình thì tất cả những làn da yếu thì mình đều tư vấn là phục hồi sâu hơn, là chúng ta phải kết hợp phương pháp phi kim siêu điểm hoặc là những phương pháp tái tạo da khác, có tùy theo phác đồ. Của những bạn thì nhiều quá thì mình có thể là mụn kém thì mình phải tư vấn theo liệu trình tạo vi kim hay là laser trở hóa da, tùy theo mức độ da của mỗi bạn. Thì đối với phương pháp bạn Thanh là mình chúng ta sẽ sử dụng dưỡng chất này, công nghệ New Inline này, rồi sau đó thì chúng ta có bạn có phi kim siêu điểm một lần. Thì đây là một cái làn da rất là thực tế, bạn đã kết thúc điều trị rồi. Hiền Vân là một cái hình ảnh, đây là rất là thực tế cho các bạn coi. Mình không có dùng công nghệ hay app mà mình like trực tiếp như các bạn. Đây là cái chăm nghe hoặc một thấy. Thì bạn nào hiện tại mà đang bị mụn nhiều mà chúng ta chưa tìm được nơi điều trị mụn uy tín, hoặc chúng ta còn phân vân về vấn đề gì, hoặc da chúng ta đang ở mức độ nặng, thì các bạn hãy tham khảo cái video này. Bạn nào muốn Hiền tư vấn thì các bạn hãy inbox vào fanpage của Hiền và chị Ba. Các bạn sẽ được các chuyên viên chăm sóc khách hàng. Thái Thanh ơi, em có muốn nhắn nhủ điều gì tới những bạn mà đang bị mụn nặng giống em không? Hiện tại thì xung quanh này mình nhìn ca bên cạnh cũng rất là nặng. Thì em có muốn nhắn nhủ điều gì không? Để chúng ta tránh tình trạng mà bị nặng giống em, hoặc là sau khi mà chúng ta bị mụn thì chúng ta bị sẹo cái thâm. Theo em thấy là nếu mà bị mụn rồi là nên đến để chữa trị kịp ấy chị. Chứ mà để lâu quá rồi chữa trị thì sợ nó còn thẹo trên mặt hay sao đó. Rồi. Ý là chúng ta phải nên điều trị mụn sớm này, điều trị mụn đúng cách và tìm những cái thẩm mỹ viện spa uy tín. Thì chị thấy hiện tại khách hàng cũng chia sẻ rất là nhiều. Khách hàng thường dùng những sản phẩm bôi thoa tại chỗ, hoặc là đi bác sĩ thì chúng ta uống, thì vẫn đề lại những sẹo thâm. Như hôm qua mình tiếp nhận hai ca khách hàng là đi bệnh viện da liễu uống thuốc, thì sau khi uống xong đề lại sẹo độ rất là nhiều. Và mẹ thì khuyên bạn đi bác sĩ, nhưng bạn nói là không, bạn nhất định phải đến Hiền Vân, tại vì bạn ấy thấy là khi uống thuốc xong đề lại sẹo. Thì theo cái quan điểm của em, như trước đây em điều trị á, thì nếu như chúng ta uống thuốc hoặc là thuốc không lấy mụn nha, hoặc chúng ta thoa sản phẩm tại chỗ ở nhà, thì mụn nó có hết hay không, hay là vấn đề là chúng ta sẽ bị nặng hơn, hoặc là chúng ta sẽ để lại sẹo thâm. Em thấy cái quan điểm đó thì em thấy thế nào? Em thấy uống thuốc vô thì không có hết được, mình phải đi lấy mụn á, lấy đúng hết rồi. Nhân ra thì sức thuốc vô nó mới hết được. Đúng uống rồi. Thuốc thì em nghĩ không hết được đâu. Đúng rồi, uống thuốc thì sẽ giúp chúng ta kháng viêm đúng không? Yeah. Và trong cái gói điều trị của bạn thì bác sĩ bên mình cũng phải kê thuốc cho bạn uống nữa các bạn nhá. Chứ không phải rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi này hôm nay. Nếu như chúng ta chưa tìm được những phác đồ điều trị mụn hiệu quả, hoặc là chúng ta đang bị mụn rất là nặng, hoặc chúng ta chưa tìm được chị Ba uy tín, thì các bạn có thể tham khảo Hiền Vân chị Ba trên trang fanpage, hoặc là chúng ta có thể tham khảo kênh YouTube của Hiền Vân chị Ba. Các bạn sẽ coi được những hình ảnh rất là thực tế từ khách hàng của mình, và bên mình nói được và làm được điều trị bằng cái uy tín và cái tâm của mình nhá. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi live hôm nay.